Sáng ngày 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trình hội nghị hiệp thương lần thứ 3 danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, gồm 39 người để chọn ra 38 người. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, một trường hợp không giành được phiếu bầu nào và không được đưa vào danh sách người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ứng cử viên này trước đó tại hội nghị cử tri nơi cư trú đạt 53% tín nhiệm. Theo quy định, chậm nhất ngày 23 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đến Ủy ban bầu cử cùng cấp. Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử cả nước, chậm nhất là ngày 27 tháng 4. Ngày 16 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Yamada Takio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, nhân có chuyến công tác đến thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết thành phố đang tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, trong đó có thực hiện 3 đề án lớn, gồm đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Trao đổi về quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 vào thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng số vốn hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ với 7 địa phương của Nhật Bản với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi thông qua dự án hợp tác đa dạng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí, chủ động xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đầu mối giao thông lớn. Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Theo Trung tá Nguyễn Trường Sơn, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đội 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, sự việc được phát hiện vào 6 giờ sáng nay ngày 17 tháng 4 tại km 99 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Vào thời điểm trên, một tổ cảnh sát giao thông của đội 2 phối hợp cùng tổ công tác thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh dừng và kiểm tra xe 20A273XX do Lê Văn Đoàn, 32 tuổi, thường trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe trên xe, còn có 6 người quốc tịch nước ngoài. Qua kiểm tra ban đầu, 6 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhập cảnh. Tối ngày 16 tháng 4, ông Phạm Văn Cu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sự việc xảy ra lúc 17 giờ 20 phút chiều ngày 16 tháng 4. Một nhóm bạn trẻ gồm 5 em đến đạp núi ngang, thôn núi ngang, xã Ba Liên chơi và chụp ảnh. Trong lúc đó, ba em bất ngờ bị trượt chân xuống hồ. Ngay sau khi phát hiện, nhóm đã cứu được một em, còn lại hai em bị đuối nước. Lực lượng chức năng và địa phương xã Ba Liên đã tập trung đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Ngày 16 tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết không có bằng chứng để kết luận Việt Nam thao túng tiền tệ. Tuyên bố trên được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra trong báo cáo thực hiện 6 tháng một lần để trình Quốc hội. Trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Theo đó, lần đầu tiên đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ.
Trong chặng 11 cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á 2021, chạy 20 vòng quanh cầu Tràng Tiền, Phú Xuân, Thành phố Huế, các đội mạnh đang tranh chấp các danh hiệu đều án binh bất động, nên diễn biến đường đua chủ yếu dành cho các đội chiếu dưới tranh thủ kiếm giải thưởng dọc đường và chặng. Sáng mai ngày 18 tháng 4, đoàn đua thi đấu chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng. Đây là một trong những chặng đua mang tính chất quyết định khi các tay đua phải chinh phục ba đèo gồm Phước Tượng, Phú Gia, đặc biệt là Hải Vân Quang. Chính vì thế, một phần các đội đua mạnh không tung sức vào ngày hôm nay nhằm dưỡng sức cho ngày mai, nhất là lộ trình đường đua có một số thay đổi so với những năm trước. Theo thông tin từ ban tổ chức, đích đến tại Đà Nẵng năm nay sẽ gần cầu Thuận Phước nên lộ trình còn đúng 100 km chứ không còn 113 km như mọi năm.